Hai xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Leo với các bạn đây. Và hôm nay mình vừa đi siêu thị về và mình mua được rất là nhiều thứ về Pokemon để về review cho mọi người. Ok, thì trước khi bắt đầu video này thì mọi người hãy để lại cho mình một like, share, một subscribe để ủng hộ cho channel của mình luôn nha. Còn bây giờ thì bắt đầu mở thôi. Đầu tiên ở đây chúng ta có bốn hộp kẹo Pokemon Lotte để sang cái thẻ vàng của bạc này đây mọi người. Đó, và đây sẵn mình show cho mọi người xem luôn. Đây là cái bộ sưu tập thẻ của mình à, khá là nhiều mà cũng trùng khá là nhiều, còn chưa có một cái thẻ vàng bạc quý hiếm nào hết. Thì mình chúng ta sẽ bổ sung vào cái bộ sưu tập này nha mọi người. Đây, còn bây giờ thì mở hộp thôi. Ở đây nó có một cái ừ. Đây mình sẽ mở hộp. Ok, đây chúng ta một hộp này chúng ta có 3 cái nữa. Ok, một hộp ta có 3 cái kẹo. Tổng cộng này chúng ta sẽ có 12 12 cái để mở, ok ha. Còn hai con hộp thì chúng ta có một cái kit thì là bị. Đó, mình sẽ tung nhanh nha mọi người. Đó, chúng ta có rất là nhiều luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp lại, mình để qua đây mình mở từng thác một. Ok, thác đầu tiên thì bác nào cũng giống nhau thôi. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ có hai cái kẹo, hai cái kẹo và một cái thẻ, và thẻ đó chính là ai, một cái thẻ xanh dương nè. Hình như là cái này của mình nó khác, cái này nó nhỏ hơn cái cũ mình. Thế mình nghĩ nha, màu trắng là thường, là màu xanh giúp cho mình, còn xanh dương là rare. Để xem con này con gì nha. Hay, con vẹt. Rồi đôi deca cà bát này là tiếng Nhật. Mình là mình chơi tiếng Anh cho nên là tiếng Nhật cũng biết đâu ha. Ok, pack thứ hai. Ok, như thường lệ chúng ta sẽ có kẹo và một cái thẻ. Và ủa, hay là cái series này thẻ nào cũng xanh dương hay là mình hơn ta. Ok, Tisserina Pokemon vừa mới ra trong Pokemon Unite đó mọi người. Ok nhá, hai thẻ đầu tiên mới thành công hay là sao nữa. Thứ ba nè, ta sẽ lấy cái phần kẹo ra đây, và cái thẻ chúng ta sẽ là màu xanh dương. Chắc cái thẻ chắc series này toàn màu xanh dương thôi. Lycanroc, cái này là thẻ của Ash nè. Ui, có tổng cộng 24 thẻ mà mình chưa trùng thẻ nào, quá tuyệt vời. Tiếp nha mọi người, thẻ tiếp theo nè. Ok, vẫn là kẹo và hay, ôi màu hồng, màu hồng chắc là hiếm hơn đó mọi người. Và hay, Ampharos. Alright, cũng ok, chắc là màu hồng là hiếm hơn á. Rồi tiếp nha, mít kẹo. Và đó, trong đây sẽ là một thẻ bạc mọi người ơi, một thẻ bạc. Và thẻ bạc này sẽ là uầy, mọi người nhìn nó đẹp quá mọi người ơi. Uầy, đẹp thực sự đấy, nó lấp lánh mọi người. Nó không những lấp lánh mà cái thẻ mà nó lấp lánh như này nó quá dữ luôn. Một thẻ bạc tuyệt vời mọi người. Trời ơi, hay quá mọi người ơi. Ok, let's go nha. Đẩy lên, đẩy lên, cứ vậy mà tiếp tục. Kẹo và cái này sẽ là màu hồng. Yeah, có thể là hiếm hơn. À, iPom. Ok, tiếp nha. Cầu mong cho con ra thẻ vàng. Ui, cái màu vàng. Cái bịch kẹo. Và thẻ này sẽ là hey. Ai, trùng rồi. Nó mới nói luôn, trùng rồi. Chúng ta có hai chú vẹt. Bắt tiếp theo nè. Ok, xin vương. Và đây sẽ là ui, một thẻ bạc nữa mọi người, một thẻ bạc nữa, quá là tuyệt vời. Trời ơi, để xem nha. Một con Luigi. Oh my gosh, tại sao thẻ hiếm nó lại trùng vậy? Nó lại trùng hiếm. Ơ kìa, trùng cái gì không trùng, trùng nghe cái thẻ hiếm mấy cây chứ. Ice, thẻ nó có thẻ hiếm là được, có hiếm là được, mà hiếm trùng là mình không thích nha. Kẹo và cái thẻ trong đây sẽ là màu hồng, lại màu hồng nữa. Thôi, Crobat. Wow, Crobat được thực sự nha, Crobat nha. Tiếp theo nha. Oh man, rút cái kẹo, rút cái thẻ ra luôn nè. Và hey, màu hồng again bro. Sao nó có màu hồng nhiều thế nhỉ? Hey,
iPhone ơi trùng nhiều thế nha, chưa tính ra mình trùng ba con rồi đó mọi người. Trời ơi mình còn có hai pack thôi. Trời, ta phải gọi là pack gần cuối nó sẽ hit, xem nó sẽ hit như thế nào nha. Rồi lấy cái thẻ ra luôn nè. Hey, rồi Aphoros nó hơi lỗ rồi mọi người ơi, thấy nó hơi tạch tạch rồi. Nó stack magic mọi người à. Ok, để bạn đây mình thấy trên đây nó để là con Salazo nè, con Torekat và lại con Meganim. Ok, và mình sẽ lấy cái xin gom này trước. Rồi và mọi người có muốn bắt này chúng ta ra hit không ạ? Nếu có thì like cho mình một phát để mình ra con Pikachu vàng nha. À hey, rồi xong. Ok, Salazo cũng như là à, ok, tổng kết chúng ta có hai con Lugia lấp lánh lấp lè lên lói. Ok, để mình dọn này xong rồi chúng ta sẽ qua sản phẩm thứ hai nha. Rồi chúng ta sẽ qua sản phẩm thứ hai là mình có mua thêm cái bàn Pokemon này đó. Chúng ta sẽ xấu mô hình của con Rotom này, Blackrock này, Pikachu, Rowlet, Litten và Popplio. Đây tổng cộng 6 con cho nên là mình pick ngay 6 trái luôn mọi người. Là cái vườn Pokemon sau ở đằng sau đây chúng ta sẽ được nâng cấp nhiều Pokemon hơn. Ok, cùng xem là chúng ta có đủ bộ sưu tập hay chúng ta chung con nào không. Ok, bắt đầu nha. Cái đầu tiên nha. Yeah, ok ok. Ok. Ban này cũng khá đẹp phết luôn đấy. Đây nó sẽ có kẹo đồ chơi. Có đây mở ra đó. À mở gì luôn. Nó có 3 viên kẹo rồi. Thì này ăn kẹo cái chết luôn, thì quá trời kẹo luôn, thêm nóng xuyên gom nè. Kẹo cái sao từ ăn cũng hết. Pikachu nha mọi người. Wow. Nice. Rất nice luôn. Nice. Tuyệt vời luôn. Này con này khá là bự nha mọi người, mà cái đuôi nó còn dẻo nè. Uầy. Hay. Có điều nó đứng hơi khó đó. Uầy được nè, ô banh này nó mở cười nha. Ôi trời cũng được. Tuyệt vời. Ấy cái hộp đầu tiên mà thấy ngon rồi mọi người. Hai nha, mong là không trùng. Con này lòi cái phần này ra luôn nè mọi người. Thảo anh đóng gói. Thấy không? Ok, kéo ra nè, kéo ra nè. Ra một cái gì đó nó xịn đây nè. Like and Rock. Oh man, chưa chung nha, chưa chung. Like and Rock này đẹp quá mọi người à. Ui, Pikachu nè, giờ tới Like and Rock nè. Đẹp quá luôn ấy, đùa. Mọi người nè, biết sao nó đẹp không? Những cái phần lông trên người nó chỉ ra nhìn đẹp lắm mọi người. Ui, nhưng mà mặc dù sơn hơi lem nha, lem lắm luôn á, mà nó chỉ lông ra nhìn phải thì vậy đi đẹp vẫn chưa trùng. Mình mong ra râu nét lắm, mình rất mong ra râu nét luôn. Mình mới đi cho cũng mê râu nét nha, râu nét. Okay, và lá này sẽ là, con này sẽ là con râu nét mọi người, râu nét nè. Trời ơi, con nào nó ra con đó thiệt mọi người ạ. My god, râu nét nè. Oh man bro. Oh yeah, Rowlet. Ok, giờ mình mong hôm nay nó sẽ không trùng luôn. Tại sao coi đó có Rowlet rồi nè. Quá dữ luôn. Còn Rotom, Popplio với lại Nixon. Ok, mong là không trùng. Mong là không trùng. Mong là không trùng nha. Ok. Và con này sẽ là con, đây chưa thấy nha, mình mới lấy kẹo ra thôi nè. À kẹo đúng rồi. Và con này sẽ là con. Ôi không trùng, chưa trùng nha mọi người, chưa trùng. Trời ơi, với cái nhân phẩm của mình thì trùng thế nào được. Trời ơi, trùng chỉ có trùng cái nịt thôi, làm sao mà trùng được. Đấy, làm sao mà trùng được. Đấy, Litten. Ồ dê này nó bị cái gì nè mọi người. Trời đất ơi, chán canh sơn ghê, nó sơn cũng thiếu nữa. Sao không sao, vậy là được rồi. Quá dữ, còn Popplio với Rotom nữa. Chơi cuối cùng mình sẽ ra ok nha. Đó nha, ok là này ra rồi, ra một con nữa cho đủ một sưu tập luôn nào. Mọi người ơi, chưa trùng mọi người ơi. Oh my gosh đêm mọi người ơi, chúa Popplio nè. Đây yeah, cuối cùng này phải ra một con Rotom, phải ra một con Rotom nha mọi người.
đó là rô thần cá linh. Focus cho con trước. Đó, đẹp quá mọi người. Đẹp thực sự luôn ạ. À. Em nó sờ cho nó nhám nhám đã lắm nè. Ui, rất đẹp luôn nha. Good luôn á. Okay, và thời khắc thiên liên quan trọng nhất của chúng ta là Rotom. Rotom thôi mọi người. Rotom. Người ta cũng thể nhìn trên này xuống, ở đây nó có hai cái lỗ nè. Ở ngoài siêu thị mình lười cũng không dám nhìn nó, lười lắm. Ok. Cái bát này nó khó mở quá mọi người ơi. Được 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 được. Đây. Mong. Và cầu mong ông trời cho con trúng rồi ta. Tại sao cái bát cuối cùng chúng ta lại nịt mọi người à? Trời ơi, xong rồi. Chúng ta có hai con Lycan Rock, một con đực, một con khái luôn. Có một cặp luôn. Một phe luôn à. Ôi trời ơi, đó con này nó còn khó mở cái bao này ra nè. Trời ơi, đã đầu xui rồi mà đuôi nó không lọt à mọi người. Con Lycan Rock mà cái chân nó còn bị cong nữa à. Chịu mấy anh trong hàng luôn à. Chiều luôn. Trời má ơi, nhìn hai con đi về nhau. Úi xời. Con nào như chân con nào cũng đeo que như ke vậy mọi người. Mọi người con. Úi xời. Đó, ba đứa này, mấy đứa này cũng nhìn. Đó, ok. Rồi. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video clip của mình nha. Và nếu mọi người thấy hay thì để lại cho một like, share và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Thank you.